đường bán chuột này nó chạy đây đó, thấy không? Ui, chuột sao mà chạy dữ à? Rồi mến chào cả nhà và bà con. Hôm nay là ra đồng review những đám lúa đang chỗ đây và những đám lúa chưa chỗ. Cái vụ mùa năm 2024. Đây bà con đây, lúa đang chỗ đây. Đây những đám lúa đang chỗ đây. Thấy cái vụ này cái thời tiết cũng ổn định á. Ở khu vực khác thì mưa bão nhưng mà ở khu vực mình lại không có, có mưa nhưng mà không có bão đi vô tới đây. Lúa thuận lợi, cái thời tiết lúa quá đẹp luôn bà con. Đây đây, dàn lúa quá chuẩn luôn. Lúa mà chỗ mà có mưa đây, cái sức chỗ của lúa quá nhanh luôn. Đây có đám cũng chưa chỗ đâu bà con. Hiện giờ lúa ở khu vực đây là có những đám gieo trước á là 2 tháng 5 ngày. Còn hiện giờ tất cả lúa là chưa tới 2 tháng. Đây, nhìn cái lá lúa quá đẹp luôn. Rồi bà con ghé qua kênh nhớ subscribe và đăng ký kênh ủng hộ nha. Đây khu vực đây là lúa đã chỗ hết rồi bà con. Đây là nhiều view ít phút để cho bà con xem khu vực lúa ở đây sao nha. Đây ra đồng vừa quay những đám lúa ở ngoài đồng nhưng mà cũng gặp anh em đi bắt chuột rồi đi review cho bà con cả nhà xem luôn nha.
Bây giờ anh em dẫn mấy cậu đi bắt chuột luôn cả nhà. Mùa này quá trời chuột luôn, chuột cắn lúa đây của bà con đây. Đây con cẩu hoành này lấy được cái hồi của con tí đây bà con. Đây đây mấy con cẩu đang bắt được cái hồi rồi. Đó đang chạy kiếm mấy con chuột đây bà con. Những đám ruộng đã bỏ hoang nha, mùa này thì người ta chỗ ruộng không có gieo. Đây mấy anh cậu đang kiếm luồng của mấy chuột đây. Đây đang kiếm mấy con chuột đây, đang ở trong hang đây bà con. Đây dẫn mấy con cậu đi những mấy đám ruộng bỏ hoang đây. Con chuột nó tập trung mấy bờ cao cao á bà con. Đó ba con đó. Đây vành này nó đang lấy hơi mấy con chuột đây, lấy mùi những mấy con chuột đang ở trong hang đây. Đó mấy đám ruộng bỏ hoang này mùa này ta bỏ con có gieo á. Bà con đã xịt thuốc cho nó chết hết rồi, thuốc cỏ à. Đây. Đó, mấy đám ruộng bỏ à. Lên tốt quá trời luôn. Rồi bà con ra đã xịt thuốc cho nó chết rồi. Không có cho nó chỗ rồi. Hiện được mấy con chuột đây nó chạy đây. Đó, thấy không? Chuột sao mà chạy dữ à. Trời ơi cỏ quá trời cỏ luôn. Giờ mấy con cậu kiếm nãy giờ là chưa thấy mấy con chuột luôn. Mấy con cậu này quá giỏi luôn, đang tìm kiếm đây. Phát hiện chuột có chạy vô hang đây. Chạy vô hang rồi, nãy giờ. Đó, vẫy đuôi thôi, bà con thấy không? Do mấy con cậu này vừa kế là nó sợ nó chạy gặp hang cua, nó chạy vô hang có nước có gì nó chạy vô luôn. Mấy chỗ này lúa đã chỗ rồi,
không có bắt, sợ mấy cậu nó dậm lúa người ta đi. Rồi bắt đầu tiếp tục kiếm dọc cái con mương xài đây đây. Đây được thành quả được là 6 con đây bà con. Đó có 6 con thôi. Lúa lớn quá mấy cậu bắt không có được. Xin kết thúc video đây nha. Rồi chúc bà con được vụ bội thu nha.